Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường Long Bình Tân thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gần với con đường Bùi Văn Hòa, gần với trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý vị có chiều ngang 10m và chiều dài 24m, tổng diện tích là 240m², thổ cư 100%. Nhà này có hướng đông bắc, khu vực này thuộc đất của bên quân đội cấp nhá. Anh chủ nhà này thì bên quân đội luôn, do bây giờ chuẩn bị về hưu rồi, anh chị muốn bán căn nhà này để về quê. Đây là mặt tiền chính căn nhà này. Bên trái mình có dãy phòng trọ 8 phòng đang cho thu nhập 8,5 triệu trên một tháng nhé. Quý vị có thể mua về vừa ở vừa cho thuê. Nhà có hướng đông bắc. Mặt tiền đường nhựa của nhà này rộng 8m, có vỉa hè mỗi bên 2m. Nhà ngay chợ. Đây là khu đường thông này. Mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được. Ở đây có trường tiểu học, các cháu đang chuẩn bị ra về nhé. Nhà này gần trường học Nguyễn Chí Thanh, gần con đường Bùi Văn Hòa. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem hãy alo cho em, rồi em sẽ cho chủ nhà dẫn trực tiếp anh chị xem nhà nhé. Do em ở xa, đây là căn nhà của người quen. Nhà này nằm kế bên khu công nghiệp Biên Hòa 2, xung quanh đây là khu công nghiệp nhé. Phía trước mình là chợ này, ở đây là chợ này, mình đi chợ hết khoảng vài bước chân thôi là tới chợ rồi. Đây nhé, đường nhựa. Ngang 10 sâu 24, nhà hướng đông bắc, có dãy trọ cho thuê thu nhập 8,5 triệu một tháng. Và nhà một trệt một lầu kiên cố sẽ ở nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong tham quan kỹ căn nhà này. Phía mé bên này là dãy trọ nhà mình này, để đường lối rất là rộng nhé. Phía sau nhà mình có khoảng đất trống, hồ rộng. Một xíu nữa mình sẽ lên trên lầu quay kỹ cho quý vị mình xem nhé. Bên đây nhà trệt hai lầu đúc kiên cố này. Đây những đài chỉ được chủ nhà xây cách đây khoảng tầm 10 năm rồi, rất là chắc chắn nhé. Nhà xây rất là chắc chắn, chưa có một vết đất nào. Chính chủ thiết kế xây ở, anh chủ là anh bộ đội nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu em sẽ gửi số của anh chị chủ nhà cho quý vị đàm phán trực tiếp luôn. Quý vị xem kỹ nhé, xem kỹ căn nhà này, nếu thấy ưng hãy alo cho em. Hẹn gặp em ở trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, nằm ở đường Bùi Văn Hòa. Em sẽ kêu anh chị chủ nhà ra đón nhé. Bây giờ mình vào trong này. Chị ở nhà may đồ nhé, nhà may đồ bán. Đường thông thoáng, không gian phòng khách rất là rộng nhé. Chủ nhà để không gian phòng khách cực kỳ rộng ở khu này. Trên đây trần đúc bê tông cốt thép này, rất là chắc chắn nhé. Quý vị có thể mua về vừa ở vừa cho kinh doanh phòng trọ ở đây rất là tốt. Nằm ngay khu công nghiệp Biên Hòa 2. Không gian phòng khách này, phía dưới mình có một phòng ngủ dưới cũng như một phòng bếp nấu ăn ở cuối căn nhà mình. Đây là phòng ngủ dưới nhà mình nhé. Do anh chị con đã lớn ở riêng hết rồi, bây giờ còn có anh chị ở thôi. Anh chị đã về hưu, bây giờ muốn nhường lại căn nhà cho quý vị mình nhé. Không gian phòng bếp này, phòng bếp rất là rộng nha. Trần đúc thạch cao, trần đúc bê tông cốt thép, không có thạch cao nhé. Bên hông này có lối đi rộng tầm hơn 1m để mình ra phòng trọ này.
cuối mình có phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Đây có phòng vệ sinh ở cuối căn nhà nha. Bây giờ mời quý vị mình lên trên tham quan khu vực ở trên, mình nhìn hết trên nhé. Quý chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho quý vị mình xem nhé. Không gian tầng trệt ngang 10 sâu 24, nhà một trệt một lầu. Căn nhà này đang được chủ nhà kê với mức giá là 6 tỷ 900 triệu đồng, vẫn còn được thương thảo trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Cho nên chị may đồ này, bên đây có phòng ngủ thứ hai này, phía sau mình có sân phơi, phòng giặt ở đây. Đây chỗ nhà để đồ nhé. Bên đây có phòng vệ sinh, phòng vệ sinh lầu trên này. Bên đây có hè ra ban công. Bên trước mình có cái hồ nhá. Đây thuộc khu quân đội cấp này. Ở bên đây có chợ ngay đây luôn nhá. Chợ luôn đây quý vị này. Nhà này di chuyển ra chợ rất là gần. Xung quanh là chợ quân đội. Đây có hành lang 1 mét ở đây nhá. Bây giờ mình sang quay phòng ngủ phía trước cũng như phòng thờ. Nhà này 3 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng thờ. Đây là phòng ngủ thứ 3 này. Phía trước mình là phòng thờ nhé. Ban công phía trước này. Đây là trường học này, trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh đây nhé. Quý vị đi xem nhà hãy liên hệ với em và hẹn em ngay trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh phía trước căn nhà mình này. Kế bên đây có đường Bùi Văn Hòa ngay chỗ công ty Yamaha đây nhé. Hẹn gặp em ngay trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh. Anh chị chủ nhà sẽ dẫn quý vị vào xem trực tiếp căn nhà luôn nhé. Do em ở trên Bình Dương nên nhiều khi chạy xuống không có tiện. Anh chị nào xem kỹ video, nếu thấy thật sự ưng thì em sẽ đưa số chủ nhà cho và hẹn gặp đi xem nhé. Khu nhà của bên quân đội cấp rất ok. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.